Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để thay thế cái camera trước cũng như là cảm biến tiệm cận của iPhone 6. Mình test luôn phần cảm biến tiệm cận. Khi mà cảm biến hoạt động á, mình ghi âm thì phần này nó sẽ tắt đi, khi che tay vào nó sẽ tắt đi. Giống như khi thực hiện cuộc gọi mà mình áp sát điện thoại vào tai nhưng cái màn hình nó không tắt đi, có nghĩa là cảm biến tiệm cận của mình nó bị hư. Thường thì nó sẽ hư chung với cụm camera, vì cảm biến và camera là sẽ là một cụm, nên mình sẽ hướng dẫn hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để thay thế cái cụm camera trước. Đầu tiên mình sẽ tắt nguồn, mình sẽ dùng ốc sao để tháo màn hình. Mình sẽ tháo pin trước. Có thể dùng móng tay. Tiếp theo là socket màn hình. Đối với iPhone 6 này là socket màn hình là 5 ốc. Ốc dài nhất vẫn nằm phía bên phải trên cùng. Mình sẽ dùng tool để tách socket. 4 cái socket, tiếp theo là phần camera. Đây là loa trong. Đối với phần cảm biến, mình nên dùng nhíp để tách luôn cái phần nhựa để cố định cái vị trí cảm biến. Vì khi tách luôn phần nhựa trắng này, mình sẽ không sẽ hạn chế bị đứt cái cảm biến, vì cảm biến nó dính vào dây cáp. Khi mà mình tách lên nó sẽ rất dễ bị đứt khỏi dây cáp. Tiếp theo là phần mic. Nếu như keo dính chặt, mình có thể dùng tool và xăng thơm để tách keo, tránh trường hợp làm đứt. Đối với thay thì mình đứt thì không quan trọng, nhưng mà đối với thay thế một linh kiện khác như thay màn hình thì phần này mình không được để đứt. Vậy là đã tách xong. Đây, mình sẽ thay thế một cái mới. Ở trên phần micro có một cái lỗ nhỏ. Mình sẽ gắn vào một cái chấu ở đây. Đúng vị trí chấu thì micro sẽ nằm ở đúng vị trí của nó. Tiếp theo là cảm biến. Rồi tới loa. Camera. Sau khi gắn loa, cái cáp đè lên loa này sẽ có 4 chấm. Mình sẽ để cáp đè lên đúng vị trí 4 lò xo để lấy thông tin ra loa. Rồi trên nắp tre sẽ có hai vị trí, hai lỗ này sẽ là hai vị trí của cái chốt đen. Mình cho đúng vị trí này là lắp camera sẽ tốt. Nên cố định ốc giữa trước để không bị nghiêng qua bên nào. Trong khi bắt vít có thể giữ để cho nắp tre cân đối. Sau khi đều hết, mình mới siết đều tất cả các ốc. Lắp xong, các bạn để ý phần camera phía trước có thể bị lệch qua một bên. Nếu bị lệch, mình có thể vào điều chỉnh ngay. Trường hợp này đã hẳn. Rồi tiếp theo, mình gắn vào máy. Gắn socket đúng thứ tự.
Với socket dài mình sẽ gắn từ bên phải qua. Không nên bấm ở giữa vì sẽ làm gãy. Cái nào ở dưới mình gắn trước. Bắt ốc từng vị trí nhưng không siết chặt các ốc. Sau khi xong hết mình mới siết sau. Cuối cùng là pin. Vị trí ốc ngắn sẽ nằm ở phía ngoài. Mình sẽ bóp nhẹ. Dùng vít sao cố định màn hình. Lúc siết mình sẽ bóp nhẹ để cho màn hình nó sát vào vỏ máy. Rồi, mình test thử. Cầm sau. Cầm trước. Các bạn nhớ test luôn phần cảm biến tiệm cận. Như vậy là đã hoạt động tốt rồi đó. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cách để thay camera trước cũng như là cảm biến tiệm cận trên iPhone 6. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.